riêng thành phố Hồ Chí Minh thôi. Mỗi năm lực lượng cảnh sát hình sự của các chú bắt từ 5 đến 7 ngàn đối tượng. Mỗi năm các chú bắt như vậy. Mà bắt một con người không có đơn giản đâu. Cực kỳ vất vả. Mà bên các chú chỉ có mấy trăm người thôi mà bắt hàng ngàn con người như vậy. Và các chú cũng không ham hố gì cái việc mà bắt giữ người khác. Nhưng mà cái việc bắt giữ để đảm bảo an toàn cho người khác là phải thực hiện và luôn quy định như vậy. Và tình hình pháp luật và tình hình vi phạm pháp luật nó vẫn xảy ra hàng ngày như vậy. Mà các con mà nếu thiếu cảnh giác lên là các con sẽ là nạn nhân. Trong một ví dụ như trong một ngày vụ án xảy ra thì cái án trộm cắp nó chiếm hơn 50% tổng số vụ án. Án cướp giật cái phương tiện là đi dân tài sản rồi bỏ chạy nó chiếm hơn 25% tổng số vụ án. Và một số loại án khác, cái án trộm cắp trong độ tuổi đây thì chú chắc không nói nhiều. Chú có cái chú thường khi mà nói với người lớn từ cấp 3 thì chú sẽ hướng dẫn đầy đủ hơn. Tại vì cấp 3 trở lên là chúng ta dễ va chạm. Và chú nói là cái việc mà ở thành phố chúng ta là tại sao án xảy ra nhiều là do người càng ngày càng nhiều. Hiện giờ đã là 14 triệu dân. Hôm qua chú mới đi Vũng Tàu và được nghe lãnh đạo Vũng Tàu báo là dân số của Vũng Tàu tỉnh sông lớn như vậy mà dân số có 1 triệu mấy so với thành phố Hồ Chí Minh chúng ta kinh khủng lắm. Và án, tình hình án xảy ra nhiều như vậy, có người nói tại sao án xảy ra càng ngày càng nhiều. Thành phố công an thì làm việc không hiệu quả, không phải vấn đề là ở đâu mà người càng đông càng phức tạp. Và những người mà thành đạt và những người mà tài giỏi, học hành thành tài, biết mình là người có tài sẽ về đâu, về thành phố Hồ Chí Minh để công tác và để phát triển tài năng của mình. Và nơi đây là nơi phồn hoa nhất, kiếm tiền nhiều nhất, dễ kiếm tiền hơn. Và tội phạm đúng vậy, thằng nào giỏi, thằng nào ngấu về thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là cái nơi, nó cũng là nơi kiếm tiền, càng đông càng phức tạp. Và tình hình pháp luật, tình hình vi phạm pháp luật mà gia tăng, vấn đề là chỗ con người đông đúc lắm, càng ngày càng đông và tình hình phức càng ngày càng phức tạp hơn. Và tình hình tội phạm nhé, là nguyên nhân không phải do công an mà nguyên nhân là do nguyên nhân xã hội. Là nguyên nhân nãy chú đã nói rồi, cái nguyên nhân đó là ngoài tầm kiểm soát của lực lượng công an. Lực lượng công an các chú đi đến tuyên truyền cảnh giác này, để cho mỗi người dân chúng ta cảnh giác, rồi hướng dẫn pháp luật. Nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta muốn xóa bỏ hoàn toàn tội phạm rất đơn giản, chỉ cần chúng ta thực hiện được là xóa bỏ nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm là không còn tội phạm nữa. Mà nguyên nhân thì nãy chú đã nói ra rất nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân thiếu hiểu biết về pháp luật mà bất chấp, không cần phải nghe pháp luật, không cần phải tìm hiểu pháp luật là gì, làm bất chấp đến khi xảy ra hậu quả rồi mẹ ơi, mà ba ơi, cứu con với, tìm mọi cách cứu con, không còn được nữa rồi. Chúng ta phải chấp hành pháp luật. Bởi vì sao? Chúng ta cứ nghĩ đơn giản là con không có coi luật, con không biết, con không biết là con không có tội. Sai. Nghĩa vụ phải chấp hành pháp luật là nghĩa vụ của mọi công dân. Bởi vì từ khi chúng ta sinh ra đời là đã được pháp luật bảo vệ rồi. Chúng ta từ khi chúng ta sinh ra đời đến khi chúng ta mất là lúc nào cũng được pháp luật bảo vệ, luôn được bảo vệ. Đến khi mà mất rồi còn hài cốt vẫn còn được bảo vệ. Mấy đối tượng mà trộm hài cốt phá hoại mồ mả này đó là vẫn còn phải bị xử lý hình sự. Có nghĩa là pháp luật bảo vệ chúng ta mức độ đó thì nghĩa vụ chúng ta phải chấp hành. Cái loại tội phạm trộm cắp, đối tượng trộm chúng chia là 3 loại: trộm cắp, trộm cắp móc túi, trộm cắp xe gắn máy, trộm cắp đột nhập vào nhà. Mà chú nói nó có cái loại trộm cắp đột nhập vào nhà là các con rất sợ đúng không? Ở trong nhà tự nhiên nửa đêm xuất hiện người lạ,
trộm cắp móc túi thì đối tượng trộm cắp móc túi tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là toàn là cao thủ, đó là người giỏi về đây. Nó móc túi đến mức độ là chú có một lần thì chú không phải là đội chú trộm cắp, nhưng mà chú đi cùng các anh em trong cái tổ là đi đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn của cái lễ hội, bắt giữ được một đối tượng đang chui trong góc, nó xử lý cái bóp ba cái bóp, bắt nó về, yêu cầu nó là mày có chứng minh nhân dân không, đưa về công an phường để chứng, yêu cầu mày có chứng minh nhân dân không, thì dạ có, cái nó cởi quần dài ra, cái bóp nó nằm trong quần đùi, nó móc cái bóp ra, xong mình mới lấy chứng minh ra, nó tại sao mày cất kỹ vậy, nói dạ em cũng sợ bị móc túi nữa, chính bản thân nó là móc túi mà nó còn sợ móc túi là cái tay nghề của tụi móc túi tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta nó như thế nào. Và các đối tượng này nó không bao giờ đi đơn lẻ, đi nhiều người và nó chen chúc nhau. Có đối tượng là nhiệm vụ giống như đá banh để phân là hậu vệ, tiền vệ rồi tiền đạo, thủ môn vậy, nó phân ra nhiều vai. Người thì chen nè, người che tầm camera là tầm quan sát nè, người thì tay nghề làm nghề như thì móc túi, xen vào móc túi. Nó móc xong đó là nó truyền ngay nha. Nó vừa mới móc xong là nó truyền liền, nó truyền qua lưng nhà chứ nó không truyền trước mặt đâu, nó truyền qua ngay bên trong cái trong trường chúng ta, nó vừa mới móc chúng ta làm lễ hội đó, nó che bằng móc là nó truyền một phát còn chưa đầy mấy phút nữa nó đã ra tới cổng trường đi ra ngoài rồi, và rất khó bắt đó. Một cái cách như thế này có nhiều cách, mà chú thì chú có một cái thói quen mà thông thường đó là chú lúc nào thì chú gửi xe đó thì chú để chìa khóa một bên và thẻ xe một bên, không bao giờ kẹp chung với nhau, không bao giờ nguyên tắc là không bao giờ gom trước từ mùi lỗ mất hết rồi, để thẻ một bên và chìa khóa một bên, đó là nguyên tắc cơ bản rồi. Khi mà chú vào siêu thị chú dở ra chú thấy chết rồi, mất cái thẻ rồi, thẻ xe rồi, kiểm tra thấy thẻ xe, bình thường là chú nhét cái thẻ xe vào trong cái túi nếu một mặt còn riêng lên cái túi nhỏ xíu này là chú nhét thẻ cho nó kiểm tra, mất cái thẻ rồi là chạy ra ngoài bãi xe yêu cầu bãi xe lập biên bản lại xe tôi mất thẻ rồi, đây tôi có giấy tờ chứng minh đây là xe của tôi, nếu ai dựng xe ra nha là những người dựng xe của tôi, rồi chú vô siêu thị chơi thoải mái, lát ra có gì thì ai điện thoại là mình ra mình xứng lên. Và chú có một cái thói quen là bớt cái điện thoại bớt tiền thì chú bây giờ chú bỏ phía sau và chú bỏ luôn bỏ phía trước, bỏ phía trước để chú quản lý cho nó dễ, tại vì cái khu vực này là khu vực gọi là Trường Giang, gọi là khu vực cấm, bất cứ có vật thể lạ là xâm nhập vào vùng cấm lập tức là chúng ta có thể quan sát được ngay, lấy tay chúng ta có thể chặn được, mặt chúng ta có thể quan sát được, nếu mà nó ở phía sau này làm sao chúng ta quan sát được. Tiền thì chú phân tán là bớt để riêng, còn tiền bạc để chú xài lặt vặt thì chú để ở ngoài, chú để phía sau thôi, nhưng mà giấy tờ chính thì chú để phía trước, nằm ở trong khu vực cấm này chúng để chúng ta dễ kiểm soát. Và chú thì có một cái thói quen là khoái đi mua mấy cái áo lạnh, áo gió, khoái sưu tập áo gió, thấy áo gió đẹp là mua, mà mua về là không có cái áo nào mà không có cái túi, không có túi bên trong nha, là đưa về cho bà chị ở nhà, bà chị ba may khéo bấm, bà chị đó ba may cho vợ chú là ba cái túi bên trong, mà thiết kế túi ngắn túi dài vậy, là vợ chú là quy định như là túi đựng hồ sơ là riêng, túi đựng điện thoại, đựng tiền là riêng. Đến khi mà vợ chú mượn cái xe, chú chạy lay quay lục lấy cái chìa khóa mà chú muốn quạo luôn, biết bỏ túi nào? Nhưng mà bỏ bên túi trong, cứ đi ra ngoài bỏ túi trong, túi bên ngoài không bao giờ có cái gì. Và chú là không bao giờ bỏ gì bên ngoài mà bỏ tất cả vào bên trong áo khoác và túi bên trong. Đó cũng là một trong những cách để chúng ta bảo vệ tài sản khi vào những cái đám đông. Còn xe gắn máy thì nãy chú thấy một số bạn đi xe gắn máy vào, chú không nói về cái việc vi phạm pháp luật, vi phạm về luật giao thông, nhưng mà nếu mà chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái xe, nếu gây tai nạn nha, chưa có bằng lái thì nó bị xử lý chính đâu, nhưng mà chưa có bằng lái mà gây ra tai nạn, tỷ lệ thương tật được bộ luật hình sự quy định. Ngoài cái việc mà bản thân phải chịu trách nhiệm hình sự thì người chủ xe giao xe cho người chưa đủ năng lực, chưa đủ điều kiện lái xe thì cũng bị xử lý hình sự luôn, rồi hai cha con đi vô tù luôn.
nên là cẩn thận theo dõi. Về cái xe máy này, chú thấy một số bạn đi xe máy thì trộm cắp xe máy, nó có thể lấy xe, trộm xe chúng ta ngoài đường là lấy trong vòng 3 giây đến 5 giây chúng ta có thể đếm 1, 2, 3, mất xe. Nó lấy nhanh lắm, về nè, tới cửa nhà, tắt máy, rút khóa cổ luôn, rút chìa khóa ra, rồi chạy vào trong nhà, chạy nhanh vào trong nhà, lấy nón bảo hiểm chạy ra để đón bạn gái, quên nãy đem con nón à, phải chạy vô nhà lấy cái, cho khóa cổ luôn, chạy ao vào trong nhà, chạy ra, có kịp 3 giây đến 5 giây hay không? Nếu mà tốc độ nhanh lắm nha, người nhanh lắm là 5 giây chạy vô nhà, để nón nghe một nửa, ra 5 giây người chạy ra là chạy theo xe, chạy mất tiêu. Nó lấy xe nhanh lắm, bởi sao? Nó lấy cách nào? Nó dùng đoạn phá khóa. Đoạn phá khóa là một cái thanh thép đặc biệt. Nó đâm vào chìa khóa, tiếp cận gần xe. Mấy đối tượng trộm cắp xe là hình dáng nó khác loại nha. Nhiều đứa nó sang lắm, nó đi từ xe khác nó bước xuống, dáng nó xài, dáng nó sang trọng như vậy, cao ráo sang trọng như dù mẫu như vậy. Điện thoại thì iPhone XS Max, xài điện thoại xịn, xe mình em lắc bình thường, cũ kỹ rồi, mà nó vẫn trên. Nhìn dáng nó sang như vậy, điện thoại nó mua được 2 xe mình, mà nó đứng gần là thấy không có người trông coi là nó lấy cái đoạn phá khóa đâm vào này, bằng một phát, đâm vào bằng cái bể nát của khóa, công tắc đèn nhảy lên là xe là nó xong rồi. Kế tiếp nhấc mạnh cái xe ra, tất mạnh cái xe ra, rồi leo lên xe, nổ máy chạy 3 giây. Bây giờ cách phòng ngừa bằng cách nào? Các con người nào mà thấy là lưu ý nhớ về hướng dẫn lại mẹ nữa, ba mẹ nữa, đó là chúng ta lưu ý 2 điểm. Một là công tắc xe, công tắc điện của xe. Hai là bánh xe. Công tắc điện như thế nào? Công tắc điện nó mở được công tắc điện rồi nó mới chạy xe được. Bánh xe lăn được, quay được thì nó mới chạy được, nó mới di chuyển ra khỏi vị trí cũ được. Thì cái công tắc đầu tiên thì chúng ta lưu ý, một là ngay công tắc thì chúng ta hướng dẫn ba mẹ, hoặc chúng ta có biết là chúng ta đẩy nắp đẩy khóa lại, sau khi rút chìa khóa ra là lập tức tạo một thói quen, tạo một cái điều kiện là phản xạ có điều kiện là tạo một thói quen tắt máy, rút chìa khóa ra là lấy tay đẩy nắp đẩy khóa lên. Tay nắp đẩy khóa này nó không chống được trộm nhưng mà làm mất thời gian của trộm. Trộm nó sẽ quan sát xe nào mà nó tiếp cận nhanh đó, thì nó sẽ học cái ổ khóa vô được, học chìa khóa nó vô được thì nó sẽ lấy xe. Còn trường hợp là cái có nắp đẩy khóa thì nó sẽ tìm cái xe khác là không có nắp đẩy khóa để tiếp cận, nhưng mà nó không chống chọn được, nó chỉ làm một thời gian chống chọn là chúng ta bỏ xe, chúng ta chạy lên lầu, thấy chạy ngang chạy lên lầu là nó lay hoay, nó mở cái nắp đẩy khóa. Cái công tắc nha, thứ nhất nắp đẩy khóa, thứ hai là lắp một công tắc phụ, thứ hai ở ngoài nó có giá là khoảng từ 100.000 trở lên. Làm công tắc phụ thứ hai là có nghĩa là nó mở được cái chìa khóa chính rồi mà nó không mở được công tắc phụ là không bao giờ nổ máy được. Nó chỉ mở được, phá được một ổ khóa thôi, cho dù phá được một ổ khóa nó không bao giờ chạy được. Cái điểm thứ hai là cái bánh xe. Đối tượng trộm cắp xe thường nó đi từ 2 người trở lên, có một đối tượng chở nó đến và nó nhảy xuống, nó ngồi. Đối tượng tiếp cận xe nó lấy xe. Thì đối tượng tiếp cận xe đó nó mở được công tắc. Nếu nó mở được công tắc mà nó dồn xuống cái bánh xe mà chúng ta khóa nữa thì chúng ta làm mất thời gian của nó, mà xe nào mất nhiều thời gian quá nó sẽ không lấy, nó sẽ không gọi là đá nóng đâu. Đá nóng là làm nhanh, mà khi mà nó khơm xuống như thế này để nó mở khóa xe thì nó mất tầm nhìn, nó mất tầm nhìn, nó lay hoay nó sẽ mất tầm nhìn thì nó hạn chế nó lấy xe. Nhưng mà khi khóa bánh xe thì chúng ta khóa bằng cáp hay đường khóa bằng dây xích. Dây xích nó có thiết bị kiềm thủy lực, nó chỉ cần bấm nhanh thế này là chính xác cắt ngọt cho bánh kẹp. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng bằng cáp, sợi dây cáp mua mấy chục ngàn thôi, phá bánh xe thì an toàn hơn. Cáp nó gồm nhiều cái lõi, nó gồm nhiều sợi dây cáp, sống là cái nhà nó khó cắt. Và nếu xe có thắng đĩa thì mua thắng đĩa, thắng đĩa phải mua loại trên 100 ngàn thì nó mới tốt. Còn mua cái loại mà mấy chục ngàn, ta lấy tấm thép nó cọt vô là luôn ra thôi. Nhưng mà ra ngoài đường thấy nó có 20 mấy ngàn, 30 mấy ngàn, có gặp đợt khuyến mãi là mua một tặng một. Thì nếu như vậy con nói các với ba mẹ là mua 3-5 cái cho tôi, xong rồi gắn mua sao, ngồi xuống gắn vô, chờ nó tới chiếc xe, nó dòm chiếc xe là bắt đầu nó thấy
thấy quê rồi, trên cái xe rồi, rảnh lắm, ngồi gắn thêm ngôi sao nữa, không biết cái xe này nó còn cái trò gì nữa, cũng biến thái nó ở không ngồi gắn thêm ngôi sao nữa, nhìn là nó hận cũng xem, không biết là nó còn nhiều thời gian nó còn gắn thêm ngôi sao, không biết nó còn rảnh, nó còn làm cái trò gì nữa, sợ nó lấy tôi đi nó bỏ túi luôn. Đó là một trong những cái cách. Nhưng mà nếu mà nhà chúng ta mà ở nhà trọ leo lên lầu ngủ để xe phía trước trước cửa nhà được hẹp á, leo lầu ngủ chiều xuống dưới là xe có tìm lấy xe nó bỏ là xe bán gác nó chạy. Và chú sẽ nói nhiều vấn đề khác lắm theo bằng nội dung này, cũng bị chiếm nhiều thời gian này. Cái cướp giật các phương tiện nó chiếm tỷ lệ rất cao mà chú buộc phải nói, đó là nhiệm vụ tại nó chiếm. Các con cũng đã nghe đến cái chuyện mà dừng ra ngoài nghe điện thoại cái nhỏ kia nó xài iPhone X kìa, nhìn thấy ghét nào cũng chẳng trẻ, hôm qua nó bị dừng rồi kìa, thấy một số người thỏa mãn cái việc nó cướp giật tài sản là xảy ra thường xuyên. Cái vấn đề cướp giật thì chúng ta thấy nó đơn giản nhẹ nhàng, chúng ta đã coi clip, nhiều clip ở trên YouTube mình thấy là nạn nhân nữ ôm cái giỏ nó kéo lê lết trên đường, nó chạy xe tốc độ cao, nó nắm cái giỏ nè, nạn nhân nữ ôm cái giỏ bị kéo lê trên đường nhìn rất nguy hiểm. Chú sợ nhất cái tình trạng gì mà chú phải nói, chú sợ nhất cái tình trạng này, nên là chú mong muốn ở đây là chúng ta không ai là trở thành từ đây tới đây là không trở thành nạn nhân của cướp giật. Đơn giản chú sợ nhất tình huống này, tình huống là mô cái chàng trai này toàn là xài đồ hiệu thôi, quần áo anh ấy đồ mua đồ nước ngoài thôi, đúng hàng hiệu, còn không ở Việt Nam là vô Vincom nè, vô Fashion nè, mua quần áo nha, cái áo thôi đã là 20 mấy 30 triệu trở lên, chứ là đồ hiệu hết, toàn là mấy chục triệu trở lên hết, có khi là cái quần xả lỏ là 20 triệu nữa. Vô đó các con vô đó con sẽ thấy liền, có những cái món hàng mình nhìn là thấy có gì đâu, phải có bao nhiêu đâu sao mà mấy chục triệu. Và anh này là chuyên chơi đồ hiệu thôi, đồ là đồ hiệu hết, từ trên dưới đồ hiệu, nguyên cái bộ đồ hiệu. Đi ra ngoài đường xe SH300i, móc điện thoại iPhone X Max chạy xe nói chuyện này. Đối tượng cướp giật xác định con mồi, tiếp cận dừng điện thoại, khuyến mãi cho thêm một cú đá vào tay lái và té tấp mặt xuống đường. Rồi chiếc xe tải từ phía sau á, nó chạy lên cái nó đuổi cái bộ đồ hiệu ở đây. Và từ đó cho đi là gia đình không cần phải đuổi bộ đồ hiệu nữa, bởi vì có chiếc xe tải nó đã đuổi cho mình. Chú sợ nhất là bị đuổi bộ đồ ngoài kia mua, nên là đừng bao giờ trở thành nạn nhân của cướp giật. Và đối tượng cướp giật các con chưa biết nó là gì, nó trên 85% là con nghiện, và 1/3 trong số đó là đã nhiễm HIV. Như vậy là ngày nào nó cũng chiếm và xảy ra thường xuyên nha, một ngày khi xảy ra vậy. Nên chúng ta tuyệt đối đừng bao giờ để bị đuổi bộ đồ ngoại hút, bằng cách là chúng ta không khoe của khi di chuyển trên đường. Tuyệt đối từ giờ tới đi cấm nha, mang giỏ sách một vai á, một vai á, là kéo qua mọi người, hoặc là mang giỏ sách một bên khi di chuyển xe trên đường. Mang lên người nó chừng một cái là cái đầu chúng ta nghiêng bên là chúng ta đé cặp chúng lên là bị đuổi bộ đồ đó. Nên là đừng bao giờ là mang giỏ sách hoài qua. Nếu mà chúng ta mang ba lô thì không sao cả, ba lô mà dạng kiểu nó thua nữ nó bọc lét thì nó vẫn giật. Nghiêm cấm không dùng giỏ sách hoài qua vai, rất nguy hiểm. Nên là cái giỏ sách á, nếu bạn nào mà chạy xe để cái giỏ sách giữa hai chân, để ngay ba ga này nè, quàng cái dây lại qua cái cổ xe để làm cho nó ít nhất là nó cũng không có rớt cái giỏ xuống, chúng ta phải buộc sơ qua để không rớt cái giỏ xuống, và để giữa hai chân này nó hai cái nó dừng cho dừng nha. Nhưng mà chúng ta không buộc dây á là nó dừng một cái là buông luôn cả tay lái, chúng ta đang ngồi lái nè, nhưng mà để dưới đây chúng ta phải buộc qua để gì không để rớt. Thứ hai là nó có một cái độ gằn nhất định, và một con người chúng ta có một cái phản xạ vô điều kiện là không cần phải tập luyện vẫn có thực hiện được. Đó là gì? Bất cứ ai mà đưa tay vào khu vực giữa hai chân là hai chân chúng ta khép lại. Thì vô tình là khi đưa vào là hai chân chúng ta khép lại, vô tình chúng ta tạo một thế để giữ lại tài sản. Nó vẫn an toàn hơn là hoàn toàn
mình khi mà đi trên đường có dây chuyền vàng này nọ thì chúng ta lấy áo khoác che lại. Còn nếu sử dụng điện thoại thì đi ra ngoài đường thì cần lưu ý cái điểm đó nha. Như chú thì chú xài smartwatch, chú chạy ra ngoài đường thỉnh thoảng thì chú sử dụng là tay phone, nếu cần việc gấp thì chú mới đem tay phone lên. Chạy ra ngoài đường có hai nhóm người mà chú cần phải nghe khi di chuyển trên đường, đó là gia đình chú, người trong gia đình điện là có việc, đúng không? Thứ hai là cấp trên của chú, còn lại những người khác từ từ. Mình không phải siêu nhân nghe điện thoại 3 GHz về tới nhà được, nên từ từ đi. Nếu điện thoại chú dở đồng hồ lên, chú thấy người nhà chú, đúng không? Hoặc là nếu mà như đây thì chúng ta dở ra chúng ta thấy là honey điện thoại ông xã gọi hoặc là bà xã gọi, thì những người đó là chúng ta ưu tiên hàng đầu. Và có một cái cô bé này đã thực hiện đúng những gì chú yêu cầu, chú hướng dẫn, cô này làm đúng hết. Đang chạy xe bên đường thấy dở đồng hồ lên, không cần móc điện thoại dở đồng hồ lên thấy honey tái quá mừng á, tâm trạng phấn khởi lắm, ép xe vào lề đường, từ từ tắt xe vào lề đường xong tắt máy chỉnh kính chiếu hậu lên để dòm phía sau, thấy không? Mắt nhìn phía trước, kính chiếu hậu dòm ra phía sau, nếu đối tượng nó tiếp cận từ phía sau lên mình biết ngay, đúng không? Móc điện thoại nghe vào tai bên trong, alo honey hả, đang cười hớn hở bên kia phải nhận không, chúng mình chia tay đi. Nghe từng như sét đánh ngang tai, đứng nhìn không hiểu vì sao mà nhìn kiến chiếu hậu thấy một đối tượng đó, hai đối tượng nó chở nhau trên xe máy, một xe máy lao lên lề đường, nó thả hai đồng bọn xuống chạy bộ xuống tiếp cận đến cô gái này, thấy nhìn kiến chiếu hậu là thấy luôn á, mà đang bị đơ vậy đó, thấy nó chạy đến kiến chiếu hậu luôn, rồi nó dừng cái mặt mất cái điện thoại rồi, nó nhảy lên xe đồng bọn phóng cái veo xuống dưới đường chạy mất tiêu, mà tay cô gái ấy vẫn để như thế này. Kể đi, dù sao đỡ hơn là bị đuổi mùa đồ ngoài cái môn. Cái đó là cách để chúng ta không bị đuổi mùa đồ ngoài môn nha. Nhiều lúc nghĩ là đơn giản thôi nhưng mà nó bị đuổi mùa đồ ngoài môn là không thích, là không thấy hay, là không vui được. Và mệt là quá rồi thì chúng ta sẽ qua đến cái chuyên đề mà vui vẻ nhất, đó là về tình dục. Thấy quên không? Tình yêu là vậy. Và khi chúng ta đến một cái nội dung á, chúng nói là thế hệ chúng ta